Cái này độ trễ nó lâu quá ta, nó mất cỡ 2 giây nó mới có độ trễ rồi. Có quá vậy, tao không thấy gì chơi gì ta. Đá bào tuyết kem tươi đây, đá bào kem, đá bào sữa, đặc biệt thơm ngon. Ê, cái điện thoại mà mày quay xui á, mày up lên YouTube nó không được full màn hình mày. Tao mới nghe á. Bữa hổm tao đâu biết. Tao quay nó xui á. Up lên nó mày á. Đá bào sữa, đặc biệt thơm ngon. Hả? Ở đó mà sai gì mày? Gần mà. Cá bào tuyết kem tươi đây. Cá bào kem. Cá bào sữa. Thấy gì ta? Ngồi góc này khó quay. Má mình ngồi mình quay nó ngồi ăn tỉnh bơ trời. Mới ăn cháo gọt ăn nổi hay vậy. Nhiều chơi. Cái gì? Mày quay mặt không? Không không á. Dài quá thì nó ngơ lại tí. 2 phút thôi. Vừa. Dạ không có coi đâu. Ừ. Ngắn ngắn rồi.